các nhà lãnh đạo Iraq sẽ bắt đầu tiến trình chọn một vị tư lệnh để chỉ huy các nỗ lực chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Joseph Dunford, trong khi đi thăm Iraq hôm thứ Ba, nói rằng Liên quân do Mỹ lãnh đạo cần có một nhân vật có thẩm quyền cao nhất trong chiến dịch trên bộ của Iraq để Liên quân có thể phối hợp yểm trợ hiệu quả hơn. Trong lúc Liên quân tiếp tục chiến dịch oanh kích, nhiều lực lượng khác nhau từ quân đội Iraq tới dân quân Shia, tới các lực lượng bộ tộc Sunni và lực lượng người Kurd chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo tại những mặt trận khác nhau với mức độ thành công khác nhau. Tuy nhiên, nói chung, nhóm nhà nước Hồi giáo vẫn bám phần lớn lãnh thổ mà họ đã chiếm được cách đây hơn một năm. Tướng Dunford nói, ông không coi tình hình Iraq là một sự bế tắc và sẽ không đề cập tới một thời biểu cụ thể cho chiến dịch quân sự tại đây. Thắng lợi mới nhất là việc chiếm lại Beji, thị trấn lọc dầu ở miền bắc Iraq, nơi các lực lượng chính phủ Iraq đã chiếm lại quyền kiểm soát thị trấn này sau hơn một năm giao tranh. Trong chuyến công du để đánh giá tình hình cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ở Iraq, Đại tướng Dunford còn tiếp xúc với Tổng thống Masoud Barzani, lãnh đạo khu vực Kurdistan ở Iraq. Tướng Dunford nói với ông Barzani rằng Hoa Kỳ và người Kurd có một kẻ thù chung.